anh ấy sắp xếp lại là chúng nó đừng có ngáo mà lên làm giang hồ. Làm giang hồ được cái con mẹ gì đâu. Anh làm giang hồ bao nhiêu năm anh thấy không được một cái tích sự gì cả. Bây giờ lại còn giang hồ mạng. Giang hồ mạng tức là muốn nổi tiếng là sau này bán hàng, em hiểu không? Thì nó mới làm giang hồ mạng. Làm giang hồ mạng làm gì? Anh vẫn làm tự quản em ơi. Này chất thế ok luôn. Hello, chào tất cả anh em nhé. Bởi vì cái xã hội bây giờ nó thay đổi rồi, em hiểu không? Hồi xưa chưa có định danh, chưa có các thứ, rồi chưa có camera an ninh thì có thể là nói chuyện đến nhà nhau mà làm những cái trò vớ vẩn được. Thế bây giờ ông đã có định danh điện tử rồi, ông đi đâu, đi chỗ nào, mẹ nó check in, ông ở đâu, ông phải báo mẹ. Bây giờ lục tìm lại camera các kiểu, mẹ thấy ông nói láo. Ví dụ như ông đi ra Hà Nội mà ông bảo ông Sài Gòn, mẹ ai tin ông, mẹ nó check in camera gọi là định danh rồi mà. Đã định danh điện tử rồi làm gì có chuyện vớ vẩn thế, em hiểu không? Còn những thằng mà đi vớ va vớ vẩn đấy chứng tỏ thằng đấy thằng chẳng biết gì về luật, chẳng biết gì về đời. Đại ca tha thằng Nhạn thôi, thằng Nhạn đấy thì cứ nói đi nói lại làm cái gì cái thằng đấy nữa. Nếu mà nó giang hồ thật thì nó phải có một cái khí chất, nó phải có cái gì đấy. Mẹ bây giờ nó giang hồ đéo gì đi lên, còn hứa cho 20 triệu thôi để mà cho bố mẹ nó đi. Đéo ai cho 20 triệu. Mẹ đến lúc anh em ruột bây giờ chẳng cho nhau 20 triệu đi tìm trên 20 triệu. Nói thế thì tao nói được. Tao cho 2 tỷ luôn này, 20 triệu. Lông mày của anh nó mọc thế em à. Hồi xưa anh cạo bây giờ nó lên thế. Bây giờ nó mọc lên. Hồi xưa mình cạo để cho bọn nó khỏi nó lên mình giang hồ thật ấy. Lại ca thật mình phải làm những cái trò khác biệt đi cái, em hiểu không? Nghe rồi. Ai? Rồi. Ok. Cú con ơi. Ok, chào anh em. Bây giờ cái xã hội nó quá vớ vẩn. Nhiều khi anh em phải tỉnh táo vào. Những cái thằng mà số má xịn, các tiểu xịn thì nó không bao giờ nó thế đâu. Em anh em hiểu không? Anh em đã biết chưa? Thằng số má, thằng có chất, thì thằng có khí phách, thì thằng có đấy thì anh em giang hồ mới biết hết. Những người mà từng trải, những người mà nếm qua đó. Căn chưa? Đợi tí đi. Ok, cảm ơn Phương Tam Cao nha. Mẹ, ok luôn nha. Lông mày của đại ca rồi nói làm gì nữa. Không, vẫn anh vẫn ở trong em ơi. Anh vẫn ở trong. Chưa, vẫn còn em ơi. Bây giờ ngày nghỉ.